Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân, Phùng Ngọc Huy không chỉ bị mọi người chỉ trích vô trách nhiệm mà còn bị tẩy chay và hủy sâu, nhưng quan hệ của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy không căng thẳng như dân mạng đồn đoán và chỉ trích. Trong những ngày qua, thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả không khỏi bàng hoàng và lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên 33 tuổi. Trước sự việc này, cư dân mạng lên tiếng chỉ trích bạn trai cũ của Mai Phương Phùng Ngọc Huy vô trách nhiệm, bỏ rơi cô và con gái 5 tuổi. Mới đây, diễn viên Ốc Thanh Vân, người bạn thân và cũng là người luôn túc trực, chăm lo cho Mai Phương kể từ ngày cô nhập viện đã lên tiếng về mối quan hệ hiện tại của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trên trang cá nhân. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, hiện tại, bạn trai cũ vẫn liên lạc với Mai Phương và anh cũng rất đau lòng khi biết tin bạn gái cũ bị bệnh nặng. Phùng Ngọc Huy vẫn quan tâm Mai Phương, nhưng vì không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ chừng mực. Ngay lúc này, Phương và Huy vẫn liên lạc. Huy cũng khổ sở, suy sụp lắm. Câu chuyện trước đó chúng ta không bàn đến vì đó là việc riêng của họ. Nếu đúng là của nhau thì chắc Huy cũng không sang Mỹ và Phương cũng không phải khổ. Có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết thôi. Nhưng họ vẫn tử tế với nhau chứ không thù hận. Ốc Thanh Vân chia sẻ thêm. Ốc Thanh Vân cho biết, Phùng Ngọc Huy không chỉ bị mọi người chỉ trích vô trách nhiệm mà còn bị tẩy chay và hủy sâu diễn. Thậm chí, anh còn bị một nhóm người đến đập cửa nhà. Sâu hủy hết, trong khi giờ hát được thì cũng kiếm được tiền gửi về cho con gái. Thật sự là bạn ấy cũng vẫn quan tâm, nhưng vì không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ chừng mực. Bản thân Huy cũng chưa ổn định, không dư giả để lo cho con, nhưng cũng không tệ đến mức không biết đến con. Âu cũng coi như là một biến cố mà Huy phải trải qua. Giờ Phương thế nào thì Huy cũng vẫn còn trách nhiệm với con gái, đó là điều một người đàn ông nên làm. Huy thấm thía và khổ sở lắm rồi. Mong mọi người hiểu và cảm thông cho Huy, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết, Mai Phương vẫn còn nặng tình và mong Phùng Ngọc Huy quay về. Về phần Phương, thật sự Phương còn nặng lòng với Huy, mong Huy về lắm. Nhưng giấy tờ như thế Huy chưa thể về được. Ốc Thanh Vân nói. Thúc để làm điều này giúp mẹ con Mai Phương, việc không thể từ Mỹ về Việt Nam chăm sóc mẹ con Mai Phương đang lúc khó khăn, khiến ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhận nhiều chỉ trích. Kể từ khi thông tin Mai Phương bị ung thư phổi được tiết lộ trước công chúng, nhiều khán giả đã nổi giận, trách móc Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương vì anh đã vô tâm, bỏ rơi và không chăm sóc mẹ con Mai Phương. Dù sau đó, nam ca sĩ, diễn viên đã lên tiếng giải thích về những khó khăn, trở ngại về giấy tờ khiến anh không thể về Việt Nam chăm sóc bạn gái cũ. Anh vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích đến từ dư luận. Áp lực từ dư luận nghiêm trọng tới mức khiến anh suy sụp, lánh mặt mọi người. Tuy không thể về nước vào thời điểm này, nhưng từ Mỹ, Phùng Ngọc Huy đã có những động thái cụ thể để giúp đỡ Mai Phương. Theo đó, nam diễn viên sẽ góp mặt trong đêm nhạc Tình Nghệ Sĩ sắp được diễn ra tại Mỹ, nhằm kêu gọi các nghệ sĩ và mạnh thường quân tại hải ngoại chung tay giúp đỡ hai diễn viên Mai Phương và Lê Bình vượt qua bạo bệnh. Được biết, đêm nhạc này do nam diễn viên Minh Luân khởi xướng thực hiện. Anh mời Phùng Ngọc Huy tham gia đêm nhạc vì biết rõ nam diễn viên đang day dứt, suy sụp vì không thể có mặt tại Việt Nam chăm sóc người yêu cũ. Nam diễn viên cho biết thêm, anh đã dự định thực hiện đêm nhạc này từ lâu để kêu gọi nghệ sĩ, khán giả hải ngoại giúp đỡ Mai Phương và Lê Bình. Tuy nhiên, có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên chưa thể thực hiện sớm đêm nhạc này. Trong thời gian tôi đi diễn ở hải ngoại, khi nghe tin xấu về bệnh của Mai Phương và sau đó lại thêm chú Lê Bình, tôi và mọi người ở Mỹ đã quyết định tổ chức ngay đêm nhạc này để chia sẻ với họ. Minh Luân cho hay, ngoài Phùng Ngọc Huy và Minh Luân, đêm nhạc Tình Nghệ Sĩ ở hải ngoại còn có sự góp mặt của NS Ước Bảo Quốc, Chi Đi Phương Trinh, diễn viên Đức Tiến, Huy MC. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới tại Mỹ. Ốc Thanh Vân đau xót và suy sụp tinh thần khi bố qua đời. Sự ra đi của người bố kính yêu đã để lại trong lòng và mẹ ba con nỗi đau lớn. Hôm qua 13 tháng 7, linh cữu của bố Ốc Thanh Vân đã được đưa về an táng tại Nghĩa Trang Đa Phước, Bình Chánh,
Được biết, thân sinh của nữ MC nổi tiếng đã qua đời hôm 11 tháng 7 vừa qua vì tuổi cao, sức yếu. Trước đó, ông phải nhập viện để theo dõi vì tình hình sức khỏe ngày càng nguy kịch và gần như không ăn uống được gì. Ốc Thanh Vân cho biết, cha cô bị ngã từ tháng 12, sau đó ông phải nằm liệt giường. Thời gian đó, cô và chồng đã thay nhau chăm sóc bố. Nhìn bố cô không ăn uống gì được, nữ diễn viên vô cùng đau lòng. Nữ diễn viên tâm sự, cô cảm thấy bất lực vì không thể ở bên bố khi ông nhắm mắt xuôi tay khi đang quay hình. Sáng con từ bệnh viện con đi quay luôn. Đi quay trong tâm trạng rối bời và sốt ruột. Chiều nay con đi quay, bố ở nhà bố ngủ và đi luôn. Bố không đợi con về. Con nghe tin chạy về đến nhà là bố đi rồi. Đêm ngày mùng 10 tháng 7, Ốc Thanh Vân buồn bã thông báo tin buồn. Bố cô đã qua đời ở tuổi 83 sau nhiều năm ốm đau. Nữ MC cảm thấy day dứt bởi cô không ở bên cạnh bố lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Suốt thời gian bố nằm trên giường bệnh và liên tục vào viện cấp cứu. Vợ chồng cô đã chăm sóc chu đáo nhưng ông đã không qua khỏi. Ốc Thanh Vân kể, sức khỏe của bố cô rất yếu khi không tự xúc ăn. Không tự đứng lên ngồi xuống, không tự bước đi. Ông chỉ ăn cơm nhỏ hoặc cháo như trẻ em. Cuối tháng 12 năm ngoái, ông bị ngã và phải nhập viện. Vợ chồng cô và người nhà thay nhau vào viện trông nom. Từ hôm ấy đến nay, con ăn không ngon, con ngủ không ngon, con không muốn ăn thịt nữa. Không hiểu sao, nhưng con muốn ăn chay để cầu nguyện cho bố. Nhưng con không thể ăn chay cả ngày, chỉ ăn một ngày một bữa để có sức đi làm. Đi đâu làm gì con cũng sốt ruột về nhà. Con lo sợ, con bất an đủ thứ. Chỉ cần bố ăn được, ngủ được là con yên lòng. Con cũng không thiết tha điều gì, con chỉ cần bố khỏe. Con cần bố khỏe lại. Cô biết. Ốc Thanh Vân đã cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của Mai Phương trên trang cá nhân. Cụ thể, Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương hiện tại đã ổn định sau 3 tuần điều trị ung thư phổi tại bệnh viện. Tuy nhiên dù khối u đang thu nhỏ lại nhưng chân trái của Mai Phương đang có dấu hiệu bị teo so với chân phải. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng đi lại của nữ diễn viên. Khối u đang thu nhỏ lại, thích ứng thuốc tốt. Người ta dùng thuốc này là mạch nổi đầy mụn, mà em tôi vẫn đẹp ngời ngời. Chỉ có mụn li ti hai bên cánh mũi thôi, nhỏ xíu. Phải nói là em đẹp như chưa từng có cuộc di căn. Chân em bên trái đang có dấu hiệu bị teo so với bên phải. Do ảnh hưởng của di căn xương, em đã bị đau chân trước đó đi lại khó khăn, nên hiện nay phải vận động đi lại nhẹ nhàng để không ảnh hưởng hoạt động. Nói chung là hết sức cẩn thận với đôi chân, nhảy nhót ầm ầm như khi em đi hát, giờ hơi khó, chịu khó nghe em yêu. Ốc Thanh Vân cho biết, trước đó vào sáng ngày mùng 10 tháng 9, Mai Phương đã được xuất viện để chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo. Tại buổi gặp gỡ với các bác sĩ trực tiếp điều trị trước khi chính thức ra viện, nữ diễn viên không giấu được vui mừng và còn bật khóc vì xúc động khi nói tới tình cảm mà mọi người dành cho cô suốt thời gian qua. Ốc Thanh Vân cho biết do ung thư di căn nên chân trái của Mai Phương có dấu hiệu bị teo so với chân phải. Ngày mùng 10 tháng 9, Mai Phương xuất viện sau 20 ngày điều trị tại Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh. Cô được các bác sĩ tặng hoa, thăm hỏi, động viên tận tình trong suốt thời gian chữa bệnh và ngày xuất viện. Nữ diễn viên bật khóc trước tình cảm bạn bè, các bác sĩ dành cho mình. Trên trang cá nhân, Mai Phương lần đầu chia sẻ cảm xúc sau khi đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người. Hôm nay là một ngày rất đẹp với Phương. Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương để đền đáp tình thương của mọi người. Và Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn tới giây phút cuối cùng, Mai Phương biết. Cô khẳng định chính tình cảm mọi người dành cho mình là động lực để cô mạnh mẽ vượt qua tất cả. Trong những ngày Mai Phương nằm viện, Ốc Thanh Vân và nhóm bạn thân thay phiên chăm sóc, nói về bệnh tình của người em thân thiết. Ốc Thanh Vân cho biết, sức khỏe Mai Phương đang ổn định sau hơn 3 tuần nhập viện và sau hơn 1 tháng biết về bệnh. Bác sĩ cho phép, em được điều trị ngoại trú nghĩa là về nghỉ rồi đến đợt lại vào viện, chứ không phải xuất viện chính thức.
Ốc Thanh Vân hài hước miêu tả Mai Phương của hiện tại. Sau khi dùng thuốc, khối u đang thu nhỏ lại, thích ứng thuốc tốt. Người ta dùng thuốc này là mặt nổi đầy mụn, mà em tôi vẫn đẹp ngời ngời, chỉ có mụn li ti hai bên cánh mũi thôi. Phải nói là em đẹp như chưa từng có cuộc di căn. Diễn viên cô gái xấu xí cũng cập nhật thêm chân bên trái của Mai Phương đang có dấu hiệu bị teo so với bên phải. Đó là hậu quả của di căn xương. Vì thế Mai Phương phải vận động, đi lại nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới xương và chân. Bị bệnh nặng nhưng Mai Phương may mắn khi